Thanh Trúc xin chào cô Diệp Vương. Dạ, xin chào chị và quý vị. Và Thanh Trúc cũng xin chào Trang Huỳnh. Dạ, thưa chào chị Thanh Trúc và chào chị Diệp Vương và quý vị. Được hỏi cô Diệp Vương là xin cô cho biết cái mục đích của cô, cái sự có mặt của cô hiện tại ở Washington DC là bởi vì cô không phải là người ở đây. À, dạ, thưa chị. Rất cảm ơn chị Thanh Trúc đã mời tụi em tới đây ngày hôm nay. Thì kỳ này, cái chuyến đi này thì có một số cái meeting làm việc với lại những cái organization mà những tổ chức mà cùng làm việc về vấn đề buôn người trên thế giới, thì mình cũng đã sẽ gặp ở đây, và sắp tới thì tụi em cũng sẽ gặp một số cái bên chính phủ Mỹ mà họ có quan tâm về vấn đề lao động cưỡng bức với lại mà buôn người ở tại Việt Nam. Cô đang nói tới cái vấn đề lao động, mà ngoài là những cái việc sai trái trong vấn đề mà xuất khẩu lao động, thì bây giờ lại có lao động cưỡng bức nữa. Chỉ cái chữ forced labor, tức là cái standard của ILO, là cái lao động, cái forced labor and human trafficking, thì cái đó là hai cái vấn đề của hai cái khác nhau chút xíu của cái vấn đề này. Dạ, yeah. Thì cô Trang Huỳnh cũng biết là cô là người ở DC và cô cũng có những hoạt động xã hội. Thì chắc là cô cũng biết là về cái, cô nghĩ rằng là những cái tầm hoạt động của những cái tổ chức NGO như là Pacific Link mà Thanh Trúc vừa trình bày, nó cần thiết để mà giảm thiểu cái nạn buôn người ở Việt Nam như thế nào thưa cô? Dạ vâng, thưa chị, nói chung là để giải quyết những vấn đề mà hết sức là khó khăn và lớn của xã hội như là cái vấn đề nạn buôn người đó, thì tất nhiên là chúng ta cần một cái xã hội dân sự mạnh, và những tổ chức như Pacific Link là hết sức là quan trọng. Và phải nói rằng là mình rất là impressed, rất là ấn tượng với 20 năm hoạt động của quý anh chị. Dạ, Thanh Trúc muốn cô Diệp Vương nói qua về cái thành quả tính cho đến lúc này nhé, mà mình đã đạt được ở Việt Nam thưa cô. Dạ, thưa chị, thực ra là Pacific Link Foundation hiện thời bây giờ thì mình có hai cái portfolio chính làm việc. Thứ nhất là cái portfolio đầu tiên là portfolio về giáo dục. Portfolio này thì chúng tôi có khoảng 1.500 học sinh, sinh viên trong nhận học bổng mỗi năm của tổ chức. Rồi cái portfolio thứ hai là về cái portfolio về modern slavery, nô lệ thời đại, thì sẽ dính với lại forced labor, là lao động cưỡng bức, cùng với lại human trafficking. Yeah. Thì trong cái portfolio này thì chúng tôi cũng có những cái nhà nhân ái như chị Thanh Trúc cũng có nói rồi. Thì hiện thời bây giờ, hồi trước là ở An Giang, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ còn một cái làm việc tại Lào Cai. Thì cái này thì cũng là một cái chỗ mà cũng đã làm mười mấy năm qua. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có văn phòng ở tại Sài Gòn và ở tại Đà Nẵng. Đó thì đó là những cái nơi mà chúng tôi có địa chỉ để mà làm việc. Thì hiện thời bây giờ thì cái human trafficking portfolio của chúng tôi, đó là chúng tôi focus lúc nào từ gần 20 năm nay, đây là năm thứ 19, gần tới năm thứ 20 rồi, thì cũng focus lúc nào cũng là chú trọng về prevention, tức là làm sao mà phòng chống cái chuyện này xảy ra. Thì những cái năm vừa qua thì chúng tôi làm rất nhiều về social media. Tại vì đây là một cái nguồn coi như là thông tin mà cả thế giới phải quan tâm, nhất là đối với cái chuyện mà làm sao người ta hiểu được là đi như thế nào, di cư thế nào là di cư an toàn, thế nào là di cư không an toàn, và những cái gọi là rủi ro cạm bẫy đang chờ trên cái con đường mà họ muốn đi di cư đó. Dạ vâng. Với cái hoạt động của vòng tay thế mình ở tại Việt Nam như vậy, thì trong một lần trao đổi với cô Trang Huỳnh trước khi mời cô lên đây để nói chuyện đó, thì cô Trang Huỳnh có nói rằng là những cái công việc mà vòng tay thế mình đang làm ở Việt Nam nó cần thiết nhưng không phải là dễ dàng, cũng gặp những cái khó khăn, phải không thưa cô? Tại vì mình cũng biết là cái vấn đề buôn người ở Việt Nam nó khá là tế nhị. Thì cô, theo cô được, trước khi mà tiến sĩ Diệp Vương trình bày tiếp, thì theo cô, những cái
có thể là những cái khó khăn nào mà cô có thể mượn tượng được khi mà của Vòng tay Thái Bình ở Việt Nam? Dạ vâng, mình chắc chắn rằng là Vòng tay Thái Bình và Pacific Links có những cái cách làm việc mà một số cái tổ chức cộng đồng nhỏ họ không có ha. Thành ra đây mình có thể chỉ nói đến những cái trải nghiệm của mình liên quan đến những cái tổ chức, những cái nhóm người dân trong cộng đồng họ muốn giải quyết vấn đề rồi nắm trong cái tầm tay của họ. Thì những cái khó khăn mình nhìn thấy là trước tiên hết đó là để cộng đồng họ tự chủ và họ sở hữu cái vấn đề đó, nó không phải là dễ. Thứ nhất là họ thiếu năng lực, thì cả cái bầu trời mà làm sao nâng cao năng lực cho họ để họ làm được làm việc hoạt động, nó là một cái mảng mà cần nhiều cái tổ chức có thể góp sức làm. Thì cái đó mình thấy đó là một cái thách đố. Cái thứ nhì đó là trong cái vấn đề nó có nhiều bên liên quan, và nó từ có những bên liên quan như chính quyền địa phương cho đến môi giới có rất là nhiều quyền lực, cho đến những người trẻ, những gia đình mà rất là nghèo mà thiếu năng lực, thì làm sao có cái sự hợp tác lại với nhau, làm việc với nhau và được có tiếng nói của chính cái cộng đồng bị ảnh hưởng đó đó, nâng cao cái tiếng nói đó. Cái đó nó cũng là một cái thử thách mà mình nhìn thấy được. Và có lẽ là mình ở đây mình cũng muốn được học hỏi bởi những cái kinh nghiệm của Pacific Link sẽ làm như thế nào để giúp những cộng đồng họ có thể họ tự chủ được cái vấn đề. Thì thực sự ra là Pacific Link cũng làm từng bước thôi. Tức là mình làm được cái gì thì mình làm. Chú trọng của chúng tôi là làm sao mà mỗi con người mà lớn lên ở Việt Nam hay là ở bên Mỹ, là tất cả những cộng đồng mà chúng tôi làm việc đó, thì làm sao mà họ có thể có thêm được năng lực. Còn cái về năng lực của cộng đồng thì thực sự ra hiện thời bây giờ chúng tôi focus more, nghĩa là chú trọng là về cái năng lực của cá nhân, của từng người, của các trường, của các thầy cô chẳng hạn, hay là làm sao mà họ có những cái nhìn khác, những cái cách tiếp cận thông tin, làm sao mà để cho người ta đừng có bị gạt. Còn cái chuyện mà làm về cộng đồng hay là những cái tổ chức của cộng đồng thì tôi nghĩ rằng là ở tại Việt Nam cũng giống như nhiều nơi nữa, thì cái tổ chức của cộng đồng là một cái điều mà thật sự là rất là khó. Tại vì cái resource, những cái nguồn lực mà để mà giúp cho cái sự phát triển của cộng đồng không phải là tại Việt Nam thôi mà ngay tại ở Mỹ nữa thì cũng rất là khó khăn. Giống như hiện thời bây giờ mình nói có bao nhiêu trăm ngàn người ở tại các đang bị giam giữ tại các biên giới của đi vào Mỹ chẳng hạn, mình đang nói về mấy chuyện này thì thực sự ra mấy cái người cộng đồng đó họ cũng không có tiếng nói gì hết. Còn có những cái cộng đồng ở ngay cả cộng đồng Việt Nam của mình ở bên Mỹ này, thì nếu mà nói thật sự ra là ở nhiều địa phương có cái tiếng nói thực có hay không thì cũng là một cái thách thức rất là lớn. Cái chuyện mà nguồn lực và cái chuyện mà khả năng, rồi có nguồn lực, rồi cũng có nhiều thứ nữa. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là ở tại Việt Nam cái quan trọng nhất là làm sao để cho người ta có thêm thông tin trước đã. Rồi khi mà mình có cái thông tin và có những cái thông tin mà tốt thì cái quyền của mình để mà xử cái thông tin đó và mình có tiếng nói của mình hay là mình sắp xếp cái công chuyện đó thì mình sẽ sắp xếp tốt hơn. Ở trên thế giới, ở bên Mỹ này, qua cái trận COVID, qua nghĩa là bao nhiêu năm vừa rồi thì nghĩa là 8 năm qua đi, thì quý vị biết là trên gần cả chục năm qua thì cái chữ fake news nó là một cái rất là nặng nề. Và tưởng tượng, nếu mà chị có thể tưởng tượng fake news mà về thông tin về di cư để mà đưa người ta tới những cái cạm bẫy kinh khủng, thì cái fake news đó nó như thế nào, thì thực sự chúng tôi nghĩ rằng là cái disempowerment, cái mà người ta không có quyền đó là tại vì người ta không có được cái thông tin tốt nữa. Mà nếu mà bây giờ nếu mà nói về cái disempowerment đó, về information, thì cả thế giới đang bị
mà đến những cái nơi như Việt Nam mà những cái vùng sâu vùng xa như là những thì còn như thế nào nữa, tức là khi mà mình lật cái thông tin ra thì mình nhìn thấy cái thông tin gì, right? Nhiều khi là có cái gọi là echo chamber, silo, mà mình chỉ nghe được cái thông tin đó, mình lên Facebook mình chỉ nghe thấy bạn mình thôi, mình không thấy bạn người khác hay là cái thông tin gì. Thành ra là tất cả những cái đó nó đưa tới cái chuyện là cộng đồng thực sự ra bây giờ muốn có được cái sức mạnh, thì để mà xây dựng cộng đồng của mình thì cái sức mạnh này nó phải tới từ cái thông tin như thế nào, nhất là khi mà nói về vấn đề di cư. Vấn đề di cư, dạ. Cô Trang nghĩ như thế nào? Dạ vâng, vâng, cái thông tin cũng là quan trọng, đặc biệt khi mà nhìn thấy được là khi mà cái thành phần mà bị ảnh hưởng là mình thấy giới trẻ rồi họ phải đi ra nước ngoài, đi những cái đường chui vân vân, giới trẻ đó thì cái mạng xã hội phải rõ ràng nhìn thấy rằng là thứ nhất là fake news là một chuyện lớn, thứ nhì là những cái cạm bẫy ở trên mạng và vấn đề hưởng thụ vật chất trên mạng, thấy mạng xã hội ai cũng thích đẹp, ai cũng sang, ai cũng ấy, mình cũng muốn như người ta, và cái những cái cạm bẫy đó nó đến vô tới căn nhà hoặc phòng ngủ của những đứa trẻ như vậy luôn, chứ không phải chỉ là vấn đề là ra ngoài đi nhà trường rồi bị cám dỗ ở trong nhà trường hay là những nơi như vậy. Thật ra đó là một cái mình cũng nhìn thấy là một cái thách đố. Chị nói là chị dùng social media để coi như là tuyên truyền hay là truyền bá được những cái thông tin như vậy đó, thì mình không rõ là cái sự hưởng ứng của giới trẻ chị đánh giá như thế nào. Thực ra chúng tôi làm có mấy chuyện. Thứ nhất là có làm community outreach, giống như là làm ở trong trường học, làm ở tại những cái nơi công cộng như là chợ, thì ở tại những cái phiên chợ của người dân tộc thì chúng tôi cũng làm rất là nhiều, để mà đem thêm thông tin cho mọi người. Còn ở trên social media thì thực sự ra là cái hưởng ứng thì chúng tôi cũng đang xây dựng, tức là cái trong 3 năm trở lại đây thì chúng tôi bắt đầu thấy được là mình cần phải đổ thêm công sức vô đó. Cái vấn đề nguồn lực để mà cho những cái tổ chức như mình và như chị Trang, như chị Trinh Trúc cũng biết rồi, là nó rất là giới hạn, mà nó càng ngày càng giới hạn nữa, tại vì mình đang lo cái chuyện nó nằm ở chỗ khác, mình đang lo về cái chuyện prevention, mà mọi người thì thực sự ra thì mình nghĩ rằng là ủa, tại sao phải prevent, tại sao phải phòng chống, mà ai sẽ là cái người phải chịu trách nhiệm ở đây và trả tiền ở đây, tại sao mà những cái người mà nghe cái thông tin sai này họ không lo đi tìm cái thông tin trúng, đó thì cái này đó là chicken and egg, con gà và cái quả trứng, thì cứ chạy vòng vòng trong cái bối cảnh nghèo khó đó, nghèo khó về thông tin, đói thông tin thực sự tốt. Thì chúng tôi thấy là cái hưởng ứng của những cái người trẻ Việt Nam ở về social media thì cũng là rất là tốt. Và trong cái quá trình mà chúng tôi làm việc với những cái năm mà trở lại đây về social media, tôi thấy là các bạn này thực sự khi mà mình giải thích cho mấy bạn nghe được là cái cạm bẫy nó tới như thế nào, làm sao nhìn thấy được một cái fake job, một cái fake offer, nó có nghĩa gì, tức là một cái gọi là người ta kêu mình đi làm thì cái chuyện đó nó làm vậy có phải là thiệt như vậy hay không, thì cũng rất là khó. Chúng tôi có nói chuyện với lại có tham dự những cái hội nghị do Microsoft, Meta với lại Google, Amazon để mà họ sit together, ngồi chung với nhau để coi thử là tech against trafficking, tức là bên phần công nghệ thông tin mà chống lại trafficking thì họ làm cái gì. Thì ở tại những cái buổi như vậy thì chúng tôi cũng nghe Meta, Facebook nói rằng là họ không có lược được cái đám thông tin giả đó ra khỏi cái nguồn thông tin. Thành ra là họ, tại vì họ nói là bây giờ nếu mà nói là một cái job offer $1,000 một tháng, nghe ở Việt Nam mình biết mà job offer $1,000 một tháng mà cho một người không có nghề nghiệp gì hết, không có tay nghề gì hết, thì là mình nghe là mình nghĩ là giả. Nhưng mà giả như cái job offer đó mà nói là bên Philippines thì nó lại không phải là giả. Thành ra là Facebook nói Facebook lược không được. Mà Facebook mà nói Facebook lược không được thì cái khả năng của mình để mà mình đi mà mình remove những cái đó, mình giới hạn cái đó thì rất là khó. Thế nên chúng tôi quyết định là làm sao mình trở thành một cái nguồn thông tin cho nó thiệt sự là nó clean, nó thực sự sạch.
và nó đem lại những cái kết quả cho cái người sử dụng được cái thông tin đó tốt hơn. Dạ vâng, như vậy thì từ cái vấn đề mà cô Diệp Vương vừa trình bày đó thì là Vòng tay Thái Bình có nhắm tới triển khai những cái dự án hay là những cái phương án khác ở Việt Nam hay không, đặc biệt là vào trong khi mà cái tệ nạn buôn người biển nó trở nên càng lúc càng tinh vi hơn, nó qua những cái nó biến qua những cái hình thức khác. Dạ thưa cô, thì thực sự ra là một trong những cái chuyện mà tụi em làm là tụi em phải monitor, tức là sẽ xem thử là bao nhiêu cái thứ gì, nghĩa là bao nhiêu cái rác đang ở trong đại dương mà mình đang nghĩa là ở trong cái biển thông tin này, mình bơi như vậy ở trong cái này thì có bao nhiêu là rác rưởi như thế nào, thì tất cả những cái loại rác rưởi đó nó đưa tới cho mình những cái thông tin mới để mình xây dựng cái gọi như cái rào cản của mình và những cái thông tin của mình trở lại. Thì em lấy ví dụ như là có một cái tay TikToker này, Zalo TikToker này mà làm 40 mấy cái clip nhỏ nói là đi qua Mỹ, chỉ cần đi qua M� là sẽ có $100,000 một năm, lương ở bên Mỹ là $100,000 một năm, thành ra là đi qua tới Mỹ thì cứ đi qua mấy năm một lần đó, thì chính phủ, nhất là chính phủ mà của Biden chẳng hạn, thì sẽ làm sao mà để amnesty cho ân xá, ân xá cho mọi người. Thành ra cứ đi qua tới Mỹ đi là chắc chắn 100,000 một năm, mà làm bao nhiêu 40 mấy cái clip như vậy đó. Thì là chúng tôi là khi mà lấy được ra những cái nguồn đó thì lập tức là chúng tôi làm việc với bên những cái cơ quan của Mỹ, những cơ quan của Việt Nam, như là ICE, tức là ICE với lại Department Homeland Security. Dạ, vâng. Chúng tôi cũng highlight tất cả những cái này. Và chúng tôi cũng là làm việc rất nhiều với không phải chỉ chính phủ của Mỹ thôi, mà chính phủ của bên Anh, bên Bỉ, bên New Zealand, để mà làm sao họ hiểu được đây là những cái nguồn mà nó sẽ đưa tới những cái luồng đi mà rất là bậy bạ. Nếu mà bây giờ người ta nói với chị mà có tới 40 cái nói như vậy, phải không, mà chỉ có một nguồn thôi mà create như vậy, rồi xong rồi chị nghe là 100,000, vậy thì bây giờ em tới em bán cho chị cái vé đi có 20,000, thì chị nói là em chỉ cần đi qua tới đó thôi, thì bây giờ cái vé này 50,000 em cũng trả, tại vì em chỉ cần làm một năm là em trả được cái vé này rồi. Thành ra là cái này là cái chuyện mà gọi là mình biết rõ ràng là fake news, nhưng mà bây giờ nếu mà muốn dạy cho một bạn trẻ 20 tuổi ở tại Việt Nam hiểu được về purchasing power parity, về cái mà giả sử như mua một tô phở Việt Nam, mua 5 tô phở Việt Nam bằng mua một tô phở bên Mỹ chẳng hạn, thì làm sao người ta hiểu? Cái này nó đòi hỏi một cái kiến thức mà toàn thế giới á, về toàn thế giới rất là cao, mà ngay cả toàn thế giới cũng không có được kiến thức này. Nói chung thành ra là em nghĩ là, nhưng mà cái bổn phận của mình là một cái NGO, là một cái tổ chức mình làm việc phục vụ cho cộng đồng mà mình muốn, thì mình phải tiếp tục thôi. Dạ, mình thì vẫn phải theo đuổi mình vẫn phải tiếp tục làm. Và như vậy thì bây giờ giữa cái biển mà rác này, thì cái tốt nhất của mình là cái gì? Thì cái tốt nhất của mình là làm sao mà mình có được trở thành một cái chỗ gọi là sạch, và từ cái chỗ đó mình quét dần dần ra. Chứ còn bây giờ cái nguồn lực của NGO, cái nguồn lực của tất cả những cái những cái tổ chức như thế này trên thế giới, thì nó tới từ đâu? Nó tới từ ai đưa tiền cho mình để mình làm cái này? Và mình làm cái này trong bao nhiêu chục năm nữa thì như thế nào? Thì thành ra là phải ráng thôi chị. Thì cứ phải ráng thôi, phải cố gắng. Một vấn đề các anh nhìn thấy rằng là dư luận có cái xu hướng là đổ lỗi cho chính nạn nhân,
là đổ lỗi cho chính những người trẻ, những gia đình là ham tiền, ham giàu, tại sao biết bị như thế này mà còn đi. Có những chưa chắc là ai cũng đồng cảm với lại 39 nạn nhân. Có thể lúc đầu mới nghe đồng cảm, sau đó là có những cái xu hướng mà đổ lỗi cho họ. Thì đối với cá nhân mình nhìn thì đó là một cái nhìn sai, tại vì ai cũng có cái quyền để đi mưu cầu cái hạnh phúc, cái cuộc sống của mình tốt hơn. Cái đó là cái một cái quyền, đó là một cái nhân quyền của tất cả những người trên thế giới này. Cái quan trọng ở đây còn lại là trách nhiệm của ai, và ai có thể làm được gì. Thì tôi nghĩ cái đó là cái thảo luận mình cần có. Thành ra mình muốn nêu cái việc mà các bạn trẻ tại sao lại dễ bị như thế này, họ ham tiền quá hay không, thì mình nghĩ là cái lỗi không nằm ở chỗ đó. Em dạ. Làm việc cái này bao nhiêu năm nay á, thì cái câu mà một trong những cái câu mà Diệp rất là dị ứng á, là cái câu là việc nhẹ lương cao, rồi sau rồi nói tại vì tham tiền. Mà Mi mới nói là ủa, ai là chẳng muốn việc nhẹ lương cao, ai là chẳng muốn lương tiền như nhiều hơn, cái quyền của mình, cái lương nó nhiều hơn. Nhưng mà một trong những chuyện em cũng có chia sẻ một phần với chị Thanh Trúc trước rồi là we have a globalized economy, tức là mình có một cái kinh tế toàn cầu, mà bây giờ mình lại muốn là cái chuyện mà một cái globalized workforce, tức là một lực lượng lao động toàn cầu thì nó phải như thế nào, rồi cái chuyện mà mình đi từ nước này qua nước kia rồi qua tới nước nọ đủ thứ đó, thì sẽ làm được như thế nào. Nếu mà tức là cái nhân quyền, cái migration là cái lịch sử của loài người là lịch sử migration. Mà bây giờ mình ở đây, ở tại cái junction này, ở tại cái thời điểm này, mình chỉ muốn một thứ là globalize, mình chỉ muốn bán đồ, mà mình không có muốn là cái chuyện này người ta đi tới đây. Thành ra tất cả những cái suy nghĩ này thì mình sẽ phải đặt lại là nó ở trong cái bối cảnh nào, ở trong cái quy trình nào. Chứ còn nếu mà mình đưa tới là chỉ là tôi chỉ muốn bạn đứng ở đó, tôi không muốn bạn đứng ở đây, vân vân, thì thực sự ra là trong cái lịch sử loài người này hình thành tới ngày hôm nay, nó là người ta đi khi người ta muốn đi, cái đó là không thể nào phải không ạ? Người ta đi, nhưng mà như thế này, để mà Thanh Trúc muốn thưa thêm là như thế này, người ta đi là vì người ta muốn đi, và Việt Nam có cái chính sách gọi là xuất khẩu lao động một cách hợp pháp, dạ rồi, nhưng mà sau này đó người ta thấy như thế này, tại vì đó trong cái phúc trình về nạn buôn người trên toàn thế giới đó, thì năm 2020 cho tới năm 2021, Việt Nam đó bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích là đã không thể gọi là rạch ròi giải quyết được cái tệ nạn buôn người nằm ẩn giấu trong cái vấn đề xuất khẩu lao động. Có cái đó thì từ đó đó Việt Nam nó không chủ trương là gian dối để mà xuất khẩu lao động đi, mà cái chuyện xuất khẩu lao động là một cái chính sách mà để tìm cái việc làm cho họ, đi ra ngoài họ kiếm việc làm, họ kiếm một cái thu nhập ổn định tốt hơn. Thế nhưng mà như thế này, sau này thì chúng ta lại thấy là, thưa cô Diệp Vương cũng như thưa cô Trang Huỳnh, là lại có thể là vì đó có những cái đường mà đưa người ta đi chui, đi xuất khẩu lao động mà một cách không có hợp pháp. Dạ, đi xuất khẩu lao động không có hợp pháp là cái vấn đề thứ nhất, tức là những cái đường dây đó nó không phải nằm ở là đường dây của chính phủ, hoặc là có thể là của chính phủ nhưng mà nó làm sai trái, nó đưa người ta đi, nó lấy tiền của người ta, nó đưa đi, rồi trên cái đường đi người ta gặp bao nhiêu là gian nan, bao nhiêu là những cái, đặc biệt là những cái đường đi chui, thì cái rõ ràng là cái người đi là nạn nhân rồi, nạn nhân của một cái cuộc phiêu lưu vô định rồi. Bằng chứng là mình thấy, dạ vâng, và cho Thanh Trúc nói rõ hơn một chút nữa đó, là kể cả những người đi đó mà trong những cái đường chui đó, họ tự nguyện chứ đâu có ai bắt họ đâu, họ tự nguyện họ đi, họ nói ồ tôi đóng tiền để tôi đi này kia, thì vậy thì làm sao bây giờ? Đây là một cái vấn đề mà nó quá phức tạp, thưa cô. Thì cái vấn đề này nó cũng ngày càng phức tạp, chứ nó cũng sẽ không có bớt phức tạp. Em nghĩ như thế này, tức là ở trên về cái xuất khẩu lao động là một cái chính sách mà nhà nước Việt Nam cũng giống như nhiều nhà nước khác trên thế giới mà đông dân người ta cũng rất là muốn khuyến khích. Nhưng mà xuất khẩu lao động ở đây để mà nhà nước thu được thuế về
Yeah. Còn cái mà xuất khẩu lao động mà đi mà gọi là một đi không trở lại đó, yeah, thì cái chuyện mà thu thuế về nó không có xảy ra. Mà cái rủi ro, cái mất mát này thì khi mà nó xảy ra thì cái nạn nhân, cái gia đình đó người ta gánh chịu và người ta cũng không có cái đường gì để mà gọi là kêu cứu hết. Thì cái này khi mà mình làm việc với những cái gia đình của nạn nhân trong cái mà SX39 mà để mà đi ra tòa, để giúp cho họ đi ra tòa để mà thưa kiện những cái người mà đã chủ động mà mua bán họ đó, thì em thấy là rõ ràng là cái lỗ lã nó rớt vô trong cái individual, vô trong cái gia đình, yeah, của cái nạn nhân. Nhưng mà còn ở ngoài kia, ngoài xã hội thì cái thông tin nó được như thế nào, thấy không? Thì cái lúc cái chuyện mà xuất khẩu lao động á, nó cũng người Việt Nam mình đối thông tin một cách giống như bên Mỹ này đi nha, mình nói giả tỷ bây giờ mình mua cái món hàng này với giá $10, cái chỗ kia nó bán tương tự như vậy, cũng vậy nhưng mà nó bán $100, thì mình nghĩ là cái quality, cái chất lượng của cái chỗ mà bán $100 này nó có thể khá hơn. Đằng này ở trong Việt Nam á thì cái price signal đó nó không có nghĩa nữa, nó có thể bán hai món hàng y chang như nhau mà một món bán đắt hơn gấp 100 lần cái món kia, vẫn có người mua. Tại sao? Tại cái người mua họ nghĩ là ồ, tôi đã tiền nhiều như vậy thì tôi sẽ được khá hơn. Đó là cái ví dụ mà khi mà những cái người mà chết trong cái thùng xe Essex đông lạnh 39 dạ, người đó, thì đó là xảy ra như vậy. Tại vì những cái người đó, có những người họ trả 40 mấy ngàn đô la để mà họ đi cái 40 mấy ngàn euro để mà họ đi cái chuyến đó, chứ không phải là đô la. Thành ra là khi mà chị nói về tiền á thì cũng phải nói lại về cái thông tin ha. Thì có những cái người lúc đó họ có người hỏi Diệp là ồ, cái này thì có thể làm cho người ta bớt đi không, thì em mới nói là no, cái này nó sẽ làm cho một số đường đi sẽ tăng tiền lên và nói là đi với tôi thì sẽ an toàn, tại đi thằng kia thì sẽ không an toàn, chứ còn đi với tôi bây giờ giá cao hơn thì sẽ an toàn hơn. Thành ra mình phải xem lại là người mình á, khi mà nhận cái thông tin có cái khả năng để mà discern được, để mà phân tách được là như thế nào, thì cái thông tin này nó mới mình xài được hay không xài được. Thì em thấy là cái chuyện này hiện thời bây giờ trên thế giới á, nhất là đối với người nghèo, đối với người mà có cái nhu cầu đi lao động, mà không phải chỉ ở Việt Nam thôi, trên toàn thế giới đó, người ta không được cái thông tin cần thiết. Người ta không, thiệt sự là người ta không có được cái thông tin cần thiết và người ta phải trả một cái giá rất là đắt, là tại vì khi mà chị giam được cái thông tin tốt, chị đưa cái thông tin xấu thì chị sẽ đưa cái giá cao lên được mà không có ai kêu than gì được hết. Hiện nay em nghĩ là trong cái chuyện mà xuất khẩu lao động của Việt Nam, đương nhiên là nó có nhiều cái kẽ hở và cái bổn phận của chính phủ nào cũng phải là đi khóa lại tất cả những cái kẽ hở đó. Cái quan trọng ở đây á, là Việt Nam là một trong những cái nước, những cái nền kinh tế mà đang phát triển tốt nhất trên toàn thế giới, phải nói là như vậy. Cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam là nó có, nhưng mà trong cái lúc Covid thì nó có những cái up and down, nó có những cái cycle, kinh tế thì lúc nào cũng có cycle, nhưng mà trong những lúc mà cycle như vậy thì đó là những cái lúc mà cái fake news, đó là những cái lúc mà những cái người mà họ chuyên môn làm những cái trò này thì họ sẽ xuất hiện ra kinh khủng luôn để mà họ kêu người ta đi. Bây giờ hồi trước á, là mình nói là đi nước ngoài, em không biết là chị Thanh Trúc có biết nhiều về những cái scam, casino scam mà dạ, thì có. Qua gần nhất là Cambodia. Qua gần nhất là Campuchia. Nhưng mà Campuchia là một trong những cái chỗ thôi. Thì tụi em mà Pacific Link Foundation nhận được những lời cầu cứu không phải chỉ từ Campuchia thôi, mà từ Myanmar, từ Philippines. Tức là khi mà chúng tôi tưởng rằng là cái Covid nó sẽ giảm, làm cho người ta ít đi lại, thì mình coi như thức dậy từ 2022 để mà nhìn thấy là một cái nạn kinh khủng đã xảy ra ở trong cái thùng xe của đi qua tới bên Anh.
của 39 người đó, tại vì cái đó là public information, thì là mình có thể phân tích cái đó một cách rõ ràng để mà đối chiếu. Ở trong đó có người Việt Nam đến từ 5 tỉnh. Yeah. Nhưng mà trong 5 tỉnh hình như là ở miền Trung thì phải. 5 tỉnh miền Bắc Trung Bộ. Bắc Trung Bộ. Bắc Trung Bộ. Dạ. Yeah. Yeah. Tại vì nhiều nhất là Nghệ An và Hà Tĩnh. Rồi xong rồi có người ở bên Quảng Bình, có một người ở Huế và có người ở Quảng Ninh. Hải Phòng không phải Quảng Ninh. Thì nói chung là có 5 tỉnh. Đó thì trong cái vấn nạn mà về Campuchia này mà nó còn kinh khủng, nó còn coi như là bóc lột người ta tại chỗ vân vân ha. Là chúng tôi ghi nhận cái lời kêu cứu đó và cái sự giúp đỡ chúng tôi tới là trong năm 2022-2023 thôi thì là gần 30 tỉnh. Dạ vâng. Cái vấn đề này Thanh Trúc muốn hỏi cô Trang Huỳnh, tại vì đây là cái câu hỏi mà một khán giả, thính giả luôn của RFA nêu ra và muốn Thanh Trúc hỏi, thì hỏi cô Diệp hoặc là hỏi cô Trang trước thì là như thế này. Chắc là cô Trang cũng biết và tất cả chúng ta đều biết là Việt Nam mình đó, họ rất là chặt chẽ trong cái vấn đề gọi là an ninh, giữ bảo vệ an ninh rồi này kia, rồi kiểm soát tất cả những cái hoạt động mà họ cho ra là bất lợi, gây bất lợi cho chính phủ, hoặc là những cái tuyên truyền mà có ý là gây những cái tai tiếng không hay cho chính phủ, và họ lùng họ bắt những cái hoạt động như thế và những cá nhân mà đưa ra những cái tin đó. Vậy thì đó, những cái như vậy thì mình tự hỏi là trong cái vấn đề mà xuất khẩu lao động mà hay là những đường đi lao động chui, thì có lẽ Việt Nam cũng biết mà Việt Nam đã giỏi trong cái vấn đề mà lùng bắt được những người mà họ cho là nguy hiểm cho chế độ, thì có lẽ là họ cũng phải biết được là những cái phần tử hay là những cái đường dây mà nguy hiểm cho cái sinh mạng hay là cái công ăn việc làm của con người, đặc biệt là người dân của nước mình, cứ đưa người ta đi như vậy rồi lấy tiền của người ta, rồi để xảy ra những cái vụ như là 39 người ở UK chết cống trong cái thùng đông lạnh đó. Cô nghĩ rằng tại sao không làm được? Đây có phải là một cái thiếu sót, một cái sự hơi lơ là, hơi thiếu sót của chính phủ Việt Nam hay không? Dạ, yeah. Vâng, thì cũng khó đoán đây là một cái sự thiếu sót, lơ là, hoặc là coi như là chấp nhận, mình cũng không biết được cái background của cái chính phủ như thế nào, họ suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà ít nhất mình nhìn thấy một điều là đối với lại, ở đây nó là một chính sách, nó là vấn đề hệ thống, vấn đề cơ chế. Thành ra là đối với lại chính phủ Việt Nam, đặc biệt ở chính phủ Trung ương á, thì theo mình nghĩ rằng là họ có cái interest, có cái interest để làm sao giải quyết vấn đề này. Tại vì đây là những chính sách đưa người đi lao động đối với những quốc gia khác, họ cần phải giữ được cái tiếng tốt, và để cho cái chính sách đó nó work thì nó phải coi như là nó phải tránh những cái tình trạng này. Rồi đó là cái interest của cái chính phủ, chính quyền trung ương. Địa phương họ có làm một số điều mà trung ương khó kiểm soát, thì mình nghĩ rằng đây là một cái điều có thể nói là nhức nhối ha. Tại vì đối với lại những hoạt động của người dân thì có thể dễ dàng kiểm soát, nhưng mà nếu trong nội bộ thì nó lại có những vấn đề khác, nhiều khi mình là người ngoài cuộc cũng khó đoán được. Nhưng mà mình nhìn thấy rõ ràng rằng là nếu mà Việt Nam muốn tiếp tục có những agreements, những cái sự hợp tác với quốc tế, thì Việt Nam sẽ phải dọn dẹp trong cái nội bộ, cái hàng ngũ của mình. Đó là về chính quyền. Và khi mình nhìn thấy một cái sự sai trái trong một cái cơ chế chính quyền đó, thì bây giờ Việt Nam hay là bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều có cái nhu cầu có được cái xã hội dân sự mạnh, có được truyền thông một cách coi như là minh bạch, một cách độc lập, thì những vấn đề đó nó cũng sẽ dễ dàng được giải quyết hơn. Còn nếu mà Việt Nam mà thiếu những cái điều kiện đó thì nó sẽ khó hơn cho chính quyền trung ương Việt Nam giải quyết những cái sai trái ở địa phương. Thì cái câu trả lời nó cũng hơi rộng, nhưng mà ở đây mình đi xa hơn, cái vấn đề lao động nó sẽ là vấn đề thể chế hệ thống nhiều hơn nữa. Và như cô nói là một vấn đề nhức nhối. Thưa cô Diệp Vương, sau cái vụ mà 39 người chết trong cái thùng đông lạnh mà để mà trong cái thùng đó để lái xe đi tới Essex, chỗ UK ở bên Anh đó, thì là dư luận cả thế giới bàng hoàng, và trong Việt Nam cũng thế. Vâng, thì mọi người đều nói rằng là con tôi nó đi như vậy là nó là bị nạn nhân, bị đưa đi bằng những con đường quá nguy hiểm này như vậy. Thế nhưng và Thanh Trúc biết là
trong cái vụ đó sau này nó có cái phiên xử hay tòa án gì thì chính vòng tay Thái Bình cũng có những cái tiếng nói để mà giúp cho về vấn đề gọi là thông tin hay là pháp lý gì đó. Nhưng thưa cô, sau đó rồi đó thì là mình thấy là những cái đường xuất khẩu lao động chui, người Việt không chùn bước, người Việt không chùn bước. Tại sao? À, cái vấn đề nó lạ quá. À, cái số người Việt Nam ở các tỉnh đó, mà mình cho rằng là đi nhiều đó, thí dụ như mình thấy như là ở như cô nói là Bắc Trung Bộ hay là thí dụ như Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó, à, người ta vẫn gọi là có thể nói rằng là ồ ạt mà đi đó, và chịu bỏ tiền ra mà đi, và gia đình cũng đồng ý để cho họ đi như vậy với cái hy vọng là họ con cái nó gửi tiền về để xây cái nhà to cao bằng người ta, để đổi đời, để này kia, để thế này thế nọ. Thưa cô, hình như là người ta không có chùn bước. Vậy thì đó, bây giờ đó, nghĩa là vòng tay Thái Bình có thể làm gì hơn trong cái vấn đề giáo dục và tuyên truyền? Chị, thực sự ra em thấy như thế này, nếu mà mình nhìn từ một cái góc độ về resource, một góc độ về nguồn lực để mà phân tích cái chuyện này, thì mình nhìn thấy là mình đã bỏ bao nhiêu tiền, giống như giờ trong túi mình có $100 đi, thì mình bỏ bao nhiêu phần trăm cái tiền mình có trong túi mình đến cái công việc gì, và mình hy vọng cái chuyện này nó sẽ thay đổi được bao nhiêu sinh mạng con người. Thì coi như là mọi người đều nói là một sinh mạng cũng là rất là quý, nhưng mà thực sự ra nếu mà bây giờ đem $100 để đổi lấy một sinh mạng, hay là đem $1 để đổi lấy 10 sinh mạng, thì cái nào mình đi đường nào đây? Thì tôi nghĩ là nếu mà từ cái chỗ mà nguồn lực mà phân tích cái chuyện về cái nỗ lực của chính phủ, chính quyền Việt Nam, thì tôi biết rằng là chúng tôi biết là cái khi mà làm việc với lại bộ đội biên phòng, khi mà làm việc với lại những cái người mà gọi là có chức trách để mà giải quyết cái này, thì chúng tôi biết là họ đau lòng lắm và họ đau khổ lắm. Tại vì cái người bộ đội biên phòng, cái người mà người ta đứng ngay tại cái border, cái biên giới đó, thì người ta nhìn thấy những cái thứ mà mình thực sự mình không nhìn thấy nổi, mình không thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ rằng là nếu mà mình nhìn là làm sao đây để mà thay đổi được cái đầu óc của mọi người, thì giống như em trở lại là mình lội trở lại, nếu mà chị thấy được cái lượng thông tin mà fake news mà 3 năm trước compare to, so sánh với bây giờ, để mà khuyến khích người ta đi, thì chị sẽ thấy nó kinh khủng như thế nào. Cái quan trọng ở đây bây giờ chị hỏi lại, thì nói là chính phủ Việt Nam làm rất là tốt một số cái công việc, nhưng mà chính phủ Việt Nam hay là chính phủ nào đi nữa trên thế giới cũng chỉ có $100 trong túi để giải quyết cái vấn đề của mình. Nhiều khi chính phủ Mỹ có $100 thì chính phủ Việt Nam có thể có bao nhiêu tiền trong túi để giải quyết cái crime ở trong cái xứ sở của mình. Thành ra là đây là một cái vấn đề gọi là xuyên quốc gia, tội phạm xuyên quốc gia, đúng không? Nó đòi hỏi một sự cái coordination, một cái quan tâm của phối hợp của nhiều nước, nhưng mà tất cả các nước hiện thời bây giờ rất là sợ phải phối hợp về cái chuyện mà nó nói về immigration. Giống như bây giờ mình nói là ai tới được cái border của Mexico với Mỹ thì mình hỏi là nước nào đây? Thì giả tỷ như bây giờ nói là năm ngoái ở bên Trung Quốc là có gần 30.000 người Trung Quốc tới cái border đó để mà xin tị nạn hay là lội qua để mà hy vọng nhập cư vào Mỹ. Vậy thì mình phải suy nghĩ là vậy thì bao nhiêu người Việt Nam đây? Và cái thông tin mà tại sao mà 30.000 là một số rất nhỏ đối với 1 tỷ mấy người Trung Quốc, nhưng mà 30.000 mà tới được tới chỗ đó là một con số kinh khủng. Con số kinh khủng. Rồi còn cái người Việt Nam của mình là tới được chỗ đó, thì theo cái số mà hồi trước giờ là cũng có những năm là người Việt Nam mình lên tới 700-800 người một năm. Làm sao tới được chỗ đó hay vậy? Cái này đó, nó đòi hỏi một cái sự gọi là kết nối, mà nó những cái đường dây, những cái đường dây mà nó có tổ chức kinh khủng lắm, và nó xuyên quốc gia như vậy thì không phải là do chính phủ nào làm được hết. Không có chính phủ nào mà chịu nổi mà có thể mà coordinate được cái đường dây đó trơn á.
So cái quan trọng ở đây á, là mình phải làm sao mình giúp cho người ta đi được, người ta đi được một cách an toàn hơn, hay là người ta có được cái công ăn việc làm tốt hơn, và người ta nhìn nhận được cái sự thật của cái chuyện là bây giờ mình đi lao động xuất khẩu mà mình nhất định chính phủ ra luật là nói là không có được trả tiền cho môi giới cao. Nhưng mà người Việt Nam mình á, để trở lại nãy mà tôi nói giá này kia đó, thì người Việt Nam mình á, mình đi tới mình nói đây nè, đi cái chỗ này đi, không tốn tiền. Cái nó trời ơi, cái chỗ kia người ta kêu 8.000, chỗ này nó nói không tốn đồng nào, vậy là chỗ này giả, chỗ 8.000 nó mới thiệt. À, so there's cái nhận thức, yeah, cái quan cái gọi là cái đánh giá về cái rủi ro nó như thế nào, và cái nhận thức của người dân nữa, và cái nhận thức của người dân nó có thể hình thành một cách rất là nhanh, nhưng mà thực sự ra là nó khi mà một khi mà nó có cái news rồi, có cái fake news rồi, thì tất cả những cái chung quanh đó nó bao bọc cái đó, và người ta giữ mình trong cái fake news đó. At least là ở đây ở Mỹ người ta đã có những cái nghiên cứu về fake news, người ta thấy rất rõ là một khi mà cái news nó tới cho cái người đó rồi thì cái người đó họ giữ luôn cái fake news đó, và họ không buông cái fake news đó cho tới gọi là một thời gian rất dài. Thành ra là cái chuyện của mình hiện thời bây giờ ở đây là một cái information pandemic, pandemic tự nhiên không nhớ tiếng Việt, một cái information pandemic, một cái nạn dịch mà về information mà xấu, mà không tốt. Vậy thì mà để chống lại cái này thì nói thiệt là nó không có dễ chút nào hết, tại vì ở trên Mỹ này mình thấy rất rõ là nó không dễ một chút xíu nào hết để mà chống lại cái fake news này. Đó là cái lý do mà tại sao tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam và chính phủ trên nhiều nước trên thế giới cần phải có một cái phối hợp với nhau. Nhưng mà ở đây tôi cũng muốn nói là nếu mà nhìn lại cái phối hợp đó thì bây giờ làm sao ai phối hợp được với chính phủ ai đứng Trung ra Quốc để mà ai phối hợp chính phủ Trung Quốc đây, coordinate. Bây giờ đó, cái lượng người, nếu mà bây giờ chúng tôi coi sơ sơ về cái report của bên chính phủ Mỹ, Border Patrol, tức là cái đội mà biên phòng của Mỹ, thì cái đó nhìn cái số của China với Việt Nam á, cái lượng của China tăng lên thì lượng Việt Nam tăng appropriately, đúng là same amount. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái này nó có dính với nhau hay không? Dạ vâng, thưa cô Trang, thì chắc như là cô Diệp Vương và cô Trang cũng có biết rồi, là rõ ràng là đã có những người lao động nhập cư vô đây bất hợp pháp và đang sống chui trong nhiều để làm việc ở đây để kiếm tiền. Đó, họ là những người mình nói rằng là họ không có giấy tờ. Họ kêu là hình như là undocumented. Bây giờ như vậy thì là cô thấy làm sao giờ? Cô có nghĩ rằng là không giải quyết được hay không, thưa cô? Dạ vâng. Đối với lại cá nhân của mình đó, của em, thì em quan tâm đến những người đi mà họ trở thành nạn nhân, và họ trở thành những người bị cưỡng ép, coi như làm những công việc mà nó thiếu cái nhân phẩm của họ. Còn họ đến một quốc gia mà họ undocumented, nó là một cái vấn đề, đối với em là một vấn đề khác. Em là một xã hội làm trong xã hội dân sự thì quan tâm đến những vấn đề mang tính cách coi như là exploitation, coi như cưỡng ép con người như vậy, bóc lột như vậy. Thường thường thì họ cũng hay dễ lâm vào những cái tình trạng bị bóc lột khi mà họ undocumented, nhưng mà không phải là ai undocumented cũng là bị bóc lột, thì cái lại là em muốn phân chia hai cái công việc, hai cái việc đó nó khác nhau. Dạ vâng. Còn làm việc gì hay không thì nãy giờ chúng ta cũng thảo luận thì rõ ràng không phải là chuyện dễ, không là một cái chuyện dễ chút nào cả. Hồi nãy mình nêu vấn đề là ai có trách nhiệm á, thì thực sự ra thì em, cái nhìn cái của em thì em rằng thấy rằng là những công ty tech như là Facebook, Meta, Google, YouTube, tất cả những cái đó họ có trách nhiệm nhiều hơn là họ nhận. Họ không thể nào chỉ nói là không thể nào lọc ra được cái nào xấu cái nào trong vấn đề fake news, vấn đề misinformation. Đây là một phần luôn, và nó là vừa người ta hay thường nói political fake news, disinformation, nhưng mà thật sự vấn đề migration nó là một vấn đề khác nữa mà họ cũng cần phải thừa nhận cái trách nhiệm của họ. Thì em nghĩ rằng là có thể là hợp tác hơn, ít ra là hold hòa accountable hơn nữa. Cần một cái gì mà nó, như mình nói, bây giờ mình dùng cái chữ toàn cầu được không? Một cái task force
là một cái đội đặc nhiệm hay là một cái tổ chức đặc nhiệm để mà chỉ chuyên về cái đó, ban đặc nhiệm, dạ, để mà làm về cái đó mà có cái tính cách toàn cầu, thưa có được không? À, dạ thì cái đó là về mặt nó đủ cái sự hợp tác hết, nhưng mà ở đây nếu mình nhìn đâu là những cái thành phần bên liên quan mà mang mà tính là hoạt động toàn cầu thì thật sự ra những cái tech company họ là họ toàn cầu, bao phủ đó chứ. Họ là họ bao phủ toàn cầu và họ có thể đóng vai trò lớn hơn trong cái vấn đề này. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta trở lại là ở Việt Nam đó, bây giờ đó cái con số mà những người mà xuất khẩu lao động họ đi có thể là đường chính thức, có thể là chui, nhưng mà con đường chính thức nhiều hơn. Nhưng mà qua tới bên Nam Hàn đó thì cái con số mà trốn ra ngoài để làm việc đó, không biết vì sao phải trốn ra ngoài để làm việc thì cái đó là họ có lý do, nhưng mà hơn 30%, mà đó là những người ở như là những cái tỉnh mà Thanh Trúc nói nè, là Hải Dương nè, Thanh Hóa nè, Nghệ An, Hà Tĩnh, và 30% và họ sống bất hợp pháp, trốn đi ra ngoài làm việc là bất hợp pháp rồi. Cái đời sống ở quê nhà như thế nào mà phải như vậy? Khi mà tụi em làm việc với lại những cái người Việt Nam migrant mà đi qua đến chỗ Calais là biên giới, chỗ Pas de Calais từ Pháp qua bên Anh, từ Pháp qua Anh đó, thì họ nói cái câu là đâm lao là phải theo lao. Tại Việt Nam mình có những cái câu mà mình xài từ đó giờ, xong rồi tới cái lúc này nó trở thành, nó có một cái meaning, nó có một cái nghĩa khác hoàn toàn, mà đưa tới những cái cạm bẫy kinh khủng. Và cái quyết tâm của họ, nó cái người Việt Nam của mình thì mình biết là có là cái người có những cái ý chí kiên cường, quyết tâm cao, nhưng mà nếu mà đem cái đó đi vô trong cái chỗ mà gọi là tự nhiên mình đang sống ngon lành, hay là mình đang sống đàng hoàng tử tế ở tại Việt Nam, thì lại vô trong cái thế là chống chui chống nhủi, thì lại đem cái quyết tâm này để mà làm sao sống còn vô trong cái, thành ra nó có nhiều cái vấn nạn trong này lắm. Cái vấn đề tại sao người ta bỏ nhảy ra đang làm đàng hoàng, có contract là đi về, là tại vì á họ nghĩ vậy nè, họ mỗi lần họ đi á là tốn $8,000, $10,000 tiền môi giới, $2,000, $10,000 tiền môi giới. Nếu bây giờ họ đi về, thay vì họ nhảy ra họ làm, đúng không? Mà họ làm chui á, thì họ không phải đóng thuế, thì coi như là họ giữ lại tiền thêm nữa, rồi họ không có tiền, bây giờ có job rồi, tại vì rất là nhiều job mà ở bên kia mà lương thấp hơn người Hàn thì rất là nhiều job, đúng không? Thì cái là vậy thì họ ở lại là coi như là lời hơn. Đó, thì cái bài toán mà các bạn này đặt ra cho chính mình đó, nó kinh khủng. Thành ra vừa rồi là những cái trò mà bây giờ là Nhật là đang phải dẹp đó, tức là làm internship, mà cái kiểu mà nói là internship, nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh, rồi xong vừa đi học vừa đi làm, không, internship là vừa đi học vừa đi làm, nghe nhưng rồi mà rất là tốt. Là qua bên đó là đi học chứ không phải là chỉ làm việc tay chân. Không, cái vấn đề là vậy nè chị, nếu mà bây giờ chị học tiếng Anh từ nhỏ, hay là chị học tiếng Hàn từ nhỏ, thì có thể quả may chăng nữa thì đến lúc lớp 12 chị mới đi học được đại học bên Hàn. Chứ còn bây giờ chị học có mới cái 6 tháng tiếng Hàn à, mà chị nghĩ là chị đi vô trong trường đại học đó, chị ngồi chị nghe người ta nói về cái thông tin, về cách mà đăng ký bằng tiếng Hàn chị nghe cũng không được. Đúng hồi chi mà ngồi nghe một cái lecture về history hay cái gì bên Hàn Quốc. Thành ra cái chuyện mà nói là nghiên cứu sinh, vừa đi học vừa đi làm đó, cái đó là để gạt. Và cái gạt này á, lại là được một cái mà background là cái gì? Là có nhiều người họ là nghiên cứu sinh thiệt. Tại vì họ đã là làm kỹ sư 10 năm rồi. Thì bây giờ họ đi qua bên Hàn Quốc là họ được trọng dụng, họ đi qua bên Nhật họ được lương cao. Thì nó bị tất cả cái này nó là vấn đề information. Đúng không? Giống như là chị nghĩ rằng là hãy chị tới Cali, chị giống như là ở bên Mỹ này hồi xưa người ta nói là last frontier, đi qua tới Cali, manifesto, đi qua tới đó là coi như cuộc đời sẽ tốt hơn. But that's not true at all. Có nhiều người đi qua không được cái rặng núi đó là chết rồi đủ thứ hết. Nhưng mà vậy thì đó, người của mình bây giờ nó cũng vô trong cái thế tự nhiên đang ở đây, rồi đi một cái đoạn đường kinh khủng, trả một cái số tiền rất nhiều, xong rồi nói trong bụng là không thể nào thua được, không thể nào tôi thua cuộc này được. Đó, đó là cái mà gọi là perfect recipe
để mà for disaster. So nếu mà bây giờ quay trở lại, mình nói với các bạn nhỏ là làm ơn đừng có ý chí kiên cường sao? Cái quan trọng ở đây là cái kiên cường này nó phải xây dựng được cái gì, ở đâu và vững chãi như thế nào. Thì cái này là tất cả những cái mà em nghĩ là in terms of về cái mà gọi là phát triển cộng đồng á, thì nó phải đặt cái nặng hơn nữa cái vấn đề, không phải là giáo dục, tại vì giáo dục á, nó là một phần ở bên Mỹ này, giáo dục cao, trình độ giáo dục cao hơn Việt Nam nhiều đúng không? Bây giờ hỏi fake news ở bên Mỹ này có bị affected hay không thì coi như là không biết đường nói luôn, đúng không? Thành ra là mình không phải là một cái giáo dục mà chỉ có là từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 hay tới đại học, mà là một cái giáo dục gọi là hoài hoài luôn luôn. Là tại vì bây giờ cái fake news nó thành một cái đại dịch mà đó, nãy pandemic đó, cái đại dịch mà cái đại dịch này là nó đòi hỏi những cái công ty mà toàn đa quốc gia nó phải có trách nhiệm, nhưng mà họ có trách nhiệm hay không thì cái ăn thua là bây giờ chính phủ trên toàn thế giới nắm tay với nhau như thế nào để mà bắt cái chuyện này nó có trách nhiệm hơn. Dạ vâng. Còn đối với lại tại sao đang sống cuộc sống yên bình mà phải đi đó, thì theo những gì mình biết và chị là làm lĩnh vực này nhiều hơn thì có thể chị chia sẻ thêm là nhiều khi người ta từ thí dụ như Nghệ An đi, Hải Dương Nghệ An, cái tình trạng mà lao động di cư ở trong nước, ngay tại trong nước cũng nhiều lắm chứ không có ít. Và nhiều khi người ta bắt đầu với lại những cái gì mà nghe nó dễ tiếp nhận hơn, nói là bây giờ chỉ đi vô Sài Gòn làm việc thôi, nhưng mà nó cứ từ từ bị gạt từ những trong nước cho ra tới ngoài luôn, thì không biết là cái đó nó là một cái vấn đề lớn hay không. Bây giờ mình cứ nói Nghệ An ha. Nghệ An là quê chồng của tôi, thành ra giờ nói thêm Nghệ An là tỉnh mà coi như là đông dân nhất ngoài Sài Gòn, Hà Nội và Thanh Hóa. Thành ra là mình nghe đâu cũng nghe người Nghệ, mà người Nghệ thì mình biết là họ nổi tiếng về cái kiên cường, cái quyết tâm của họ. Right. Cái chuyện ở đây mà, là đi ở trong nước á, là mình có những cái di cư trong nước thì để mà đi tìm việc làm. Thì như quý vị biết rồi là ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là bây giờ tách ra Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ Đức nha. Không biết tại sao ở Hà Nội thì gom lại 200 cây số vuông hơn mà ở Sài Gòn thì phải tách ra. Nhưng mà in any case thì ở đây là có tới 20 triệu người trong cái khu này. Mình có 100 triệu mà chỗ này đã 20 triệu rồi. Thì nên đây là một cái sức hút của kinh tế, phải không? Một cái center về kinh tế, một cái trung tâm kinh tế rất là lớn của Việt Nam. Vậy thì cái trung tâm kinh tế này hút nhân lực từ khắp cả nước về là cái chuyện không thể coi như là không thể nói khác được. Tuy nhiên, nếu mà bây giờ họ đi về tới đây mà những cái chính sách thì chính sách gì đi nữa cũng không có cổ nổi cái luồng người mà đi về như vậy. Tại vì chỉ có một cái concentration 20 triệu người. Thì nó cái gì nó cũng mạnh, không có một cái quán cà phê nào mà vừa thấy ở Sài Gòn mà nó vắng người hết trơn. Là đầy nghẹt hết, quán ăn, quán cà phê lúc nào cũng đầy nghẹt người. Vậy thì cái lượng người mà đi từ những cái tỉnh khác về chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhưng mà khi mà người ta đi như vậy thì cái chuyện mà cái thông tin đó nó trở thành còn quan trọng hơn nữa để quyết định là người ta làm cái gì và người ta không làm cái gì. Đó, mà bởi vậy là mình lại có một cái đại dịch về thông tin mà rất là ít người nghĩ là Việt Nam có đại dịch về thông tin. Đúng không? Tại vì nói là chính phủ là coi như toàn năng kiểu vậy ở Việt Nam thì đại dịch về thông tin là cái gì? Thiệt sự ra bây giờ rác quét hoài không hết. Cảm ơn hai cô đã phân tích rất là nhiều. Tuy là nó nan giải nhưng mà vì thế cho nên những cái tổ chức như là Vòng Tay Thái Bình vẫn còn cần thiết và phải có mặt để mà không phải ngồi đó để mà nguyền rủa bóng tối, nhưng mà ít nhất là thắp được một hai ngọn nến. Vậy là tốt rồi phải không ạ? Dạ chị. Dạ em xin thêm một cái này nữa chị, đó là lý do tại sao tụi em cái portfolio thứ hai của tụi em về học bổng nó còn quan trọng hơn nữa, và nó là một trong những cái prevention tốt nhất của cái chuyện này. Tức là do dù mình nói là vô vọng đi, là trong cái đại dịch mà về thông tin này là vô vọng đi,
Nhưng mà nếu mà mình có học, mình có bằng, có cấp, có khả năng, có tay nghề, thì cái chuyện mà tại sao mình đi chui nó trở thành là một cái chuyện là nó vô lý hơn nữa. Dạ. Nha. Thì em nghĩ là cái chuyện học bổng ở tại Việt Nam, nhất là trong cái tình trạng mà học phí đại học ngày càng nâng cao như vậy, thì cái người nhà nghèo ở Việt Nam họ sẽ rơi vô trong cái cám dỗ này dễ hơn như thế nào. Thì em nghĩ là ai cũng hỏi là tại sao mà Pacific Links có hai cái portfolio xem như mới nghe thì là trái ngược nhau, nhưng mà ở trong cái gọi là umbrella của youth empowerment đi thì mình cũng phải, không phải đối với người trẻ mà mình nói là bạn đừng làm này nha, đừng làm này nha, đừng nghe này nha, đừng nghe kia kia nha, mà mình không có nói người ta là nên làm cái gì. So cái chuyện mà học bổng là cái chuyện mà cái commitment nên của tay này là cái nên làm cái gì. Dạ vâng. Thưa Trúc, rất là cảm ơn thời giờ của cô Diệp Phương, giám đốc của vòng tay Thái Bình, với lại cái kinh nghiệm 20 năm làm việc ở Việt Nam, cô đã phân tích như thế nào về vấn đề mọi người, cũng như cảm ơn cái nhìn rất là gọi là nó xuất phát từ cái nhận thức đó của cô Trang Huỳnh về vấn đề mọi người Việt Nam. Mình nói là vô vọng chắc cũng không phải vô vọng, nhưng mà khi mà cuộc sống được nâng cao thì có lẽ, và cái giáo dục được nâng cao thì chắc có lẽ là vấn đề này nó sẽ giảm thiểu đi, phải không ạ? Một lần nữa Thanh Trúc xin cảm ơn thời giờ cô Diệp Vương và cảm ơn thời giờ của cô Trang Huỳnh. Cảm ơn chị Thanh Trúc. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị nhé.